Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình 22 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội, dự kiến được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp cả kỳ, khai mạc vào ngày 20 tháng 10, bế mạc vào ngày 19 tháng 11 với tổng thời gian làm việc là 23,5 ngày. Chiều nay phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố nội dung chương trình Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc vào sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao năm 2022. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của ngành kiểm sát tòa án, tuy nhiên đại biểu còn nhiều băn khoăn về chất lượng quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thẩm tra báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá. Năm 2022, ngành kiểm sát đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đạt kết quả tích cực hơn so với năm 2021. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố, thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát. Đối với công tác ngành tòa án, chất lượng xét xử và nhiều chỉ tiêu công tác cũng đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao. Về cơ bản, các vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định. Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội, nhưng tỷ lệ giải quyết án hình sự, vụ việc dân sự và vụ án hành chính chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội. Trong quá trình làm, khi anh em nó cảm thấy là gì, có tình tiết mới xuất hiện mà thấy là không cần phải làm nữa thì nó dừng lại để đảm bảo quyền của người. Còn nếu nó làm tới thì sẽ vi phạm và thậm chí tổng sau nó càng phức tạp hơn. Thế thì cái chuyện mà áp dụng các biện pháp tố tụng mà cho phép này chúng ta đừng nên dùng chỉ quan. Bởi vì trong một bản án có hiệu lực thi hành lúc đó mới có tội hay không có tội, và khi không tội mà nói có tội mới là quan. Về cái chỗ 17 cái trường hợp bị oan thì bây giờ có dùng từ oan không? Thì báo cáo các đồng chí là có dùng từ oan không thì bây giờ theo luật bồi thường nhà nước, nếu như mà đình chỉ điều tra về không có sự việc phạm tội này, hành vi không cấu thành tội phạm này, hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi tội phạm, thì trong cái luật bồi thường nhà nước thì xác định đó là các trường hợp bị oan phải bồi thường. Một số đại biểu quan tâm đến chất lượng của các bản án ở một số địa phương còn chưa cao, việc kéo dài thời gian điều tra truy tố xét xử gây bức xúc trong nhân dân, lãng phí nguồn lực xã hội. Quá hạn và với vi phạm thì nó bao lâu, là những cái số vụ nhiều nhất là bao nhiêu năm, và gì cái loại án nào của dân sự, tức là trong các vụ án dân sự những cái loại hình thức nào, là để tình trạng và tỉnh thành phố nào để xảy ra cái tình trạng vi phạm này nhiều, thì rõ ràng cần phải làm rõ để chúng ta truy đến cùng những cái về trách nhiệm và khắc phục cái hướng. Qua cũng nghiên cứu ở thực tiễn thì cũng thấy là một số các cái tòa các cấp ở dưới cấp tòa hai cấp dưới tòa địa phương đấy, thì chất lượng một số bản án ban đầu, nhất là án sơ thẩm, thì cũng là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, nhất là án hành chính và án dân sự. Có nhiều cái bản án ra sau khi đã tuyên là khó thi hành. Chất lượng một số cái bản án chưa cao thì cái này cũng là một vấn đề mà tòa luôn là tìm cách cố gắng là nâng cao chất lượng xét xử. Tuy nhiên trong năm 2022 thì tỷ lệ sửa hủy thì là đạt trong cái tiêu chuẩn Quốc hội cho phép, báo cáo với Phó Chủ tịch như vậy. Và cũng là cái điều đáng mừng là không có án oan nào cả. Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các báo cáo để trình Quốc hội. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có bước tiến mạnh và đột phá. Các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 400 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng hơn 33%. Năm 2022, tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm. Tuy nhiên, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường hơn, xảy ra trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp. Các cơ quan điều tra đã khởi tố mới gần 400 vụ, gần 850 bị can. Cũng đề nghị là báo cáo làm rõ thêm
nguyên nhân vì sao thời gian qua rất nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn, nguy hiểm cũng đã được xử lý hết sức là quyết liệt và xử lý nghiêm, có tính răn đe rất cao, nhưng mà loại tội phạm này thì như chúng ta thấy là vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm mà lại còn tăng lên tương đối cao, trên 33%. Cơ bản là chúng ta đã ngăn chặn được bước đầu những cái tham nhũng. Tham nhũng này nó càng tinh vi, nó càng phức tạp. Đấy, càng khó khăn khi mà chúng ta đã tổ chức những cái đấu tranh. Cái đối phó của tội phạm thì cái chuyện nó tất nhiên là mình cứ ra được cái khiên này thì nó lại có cái mác khác. Đấy, rồi các cái vụ án kinh tế cũng như thế. Một vụ án thôi nhưng mà cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, cả một vùng. Những cái yếu tố đó rất quan trọng. Mà trước đây có thể chúng ta làm thì nó chưa được đến cái tầm ở cái mức độ như vậy. Trong năm nay đã xử lý 637 vụ với 1.366 bị can phạm tội tham nhũng, tăng 107 vụ, 311 bị can so với cùng kỳ năm trước. Việc thu hồi các khoản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng so với năm 2021. Nguyên nhân thì nó có nhiều, nhưng mà trong cái án tham nhũng kinh tế tôi cho một cái cú hích về mặt chiến lược. Đấy là có cái chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Rồi sửa đổi bổ sung một số các cái văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các cái một số điều về ủy thác thi hành án trong luật thi hành án dân sự. Nhưng mà đặc biệt là tăng cường cái vai trò và cái trách nhiệm của hệ thống các cơ quan trong cái công tác tố tụng. Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát các quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những sơ hở bất cập, lạm dụng để tham nhũng tiêu cực. Thanh tra Chính phủ sẽ tham mưu bổ sung nội dung đánh giá, dự thảo tình hình tham nhũng trong báo cáo chính thức trình Quốc hội tới đây, nhất là bổ sung đánh giá về tình trạng móc nối tiếp tay của cán bộ nhà nước với doanh nghiệp để trục lợi, chiếm đoạt tài sản nhà nước còn diễn ra ở một số lĩnh vực, tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chậm được khắc phục, tình hạng tội phạm tham nhũng trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan có nhiệm vụ phòng chống nhũng vẫn còn xảy ra. Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, chứng khoán, quản lý thuế, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là đối với những vụ án tham nhũng thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 dự kiến được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp cả kỳ, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10, bế mạc vào ngày 19 tháng 11, với tổng thời gian làm việc là 23,5 ngày. Về dự kiến nội dung kỳ họp, theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chính phủ đề nghị bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xem xét giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án BOT. Thảo luận về nội dung này, về chương trình kỳ họp, có ý kiến đề nghị tăng thời gian thảo luận đối với các dự án luật quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, được nhiều đại biểu quan tâm. Đối với một số dự án luật quan trọng mà trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư thì nên bố trí thêm thời gian để Quốc hội thảo luận. Ví dụ dự án luật đất đai chẳng hạn, Tổng thư ký cũng đề nghị là bố trí thảo luận tổ là 0,5 ngày và thảo luận hội trường là 1 ngày. Khám bệnh chữa bệnh cũng là cái luật mà cử tri và nhân dân rất là quan tâm. Hiện nay chúng ta bố trí thời gian là nửa ngày, nhưng mà nếu cần thiết nhiều ý kiến thì cũng có thể bố trí thêm, cái này thì linh hoạt. Để đảm bảo các nội dung dự án luật trình ra Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thực hiện nghiêm tiến độ gửi tài liệu, nghiên cứu, cân đối nội dung của các chương trình theo hướng, những nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, bố trí nhiều hơn. Tinh thần là chúng ta phấn đấu có cái chất lượng cao nhất kỳ họp, nhưng mà tiết kiệm tối đa thời gian kỳ họp. Nhưng mà đương nhiên là cái yêu cầu về quy trình thủ tục và chất lượng và theo pháp luật là phải hàng đầu. Cái gì mà thực hiện được theo quy định pháp luật, đảm bảo được cái yêu cầu mà có thể rút ngắn được thời gian thì tính toán kỹ lưỡng. Kỳ họp thứ ba chúng ta đã áp dụng nguyên tắc đó và đã giải quyết được một cách rất là tốt. Với những nội dung Chính phủ trình bổ sung, đề nghị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục. Ngoài ra, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, có phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong quá trình diễn ra kỳ họp.
Chiều nay, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4 ngày làm việc tập trung, trách nhiệm cao và hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ các nội dung tại phiên họp đều là những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm theo dõi. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung xem xét kỹ lưỡng, thực chất, trách nhiệm, phản biện, phân tích từ nhiều khía cạnh. Đại diện các cơ quan tổ chức hữu quan đã tích cực thảo luận, cung cấp thông tin, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng và thuyết minh giải trình thêm đối với từng nội dung nhằm hoàn thiện các báo cáo với mong muốn có chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp, gửi xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Đồng thời, sớm công bố để các cơ quan tổ chức cá nhân có căn cứ triển khai thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt và nhanh chóng trong các lĩnh vực được giám sát. Kỳ họp bất thường chúng ta. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố nội dung chương trình Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. Với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, diễn đàn sẽ diễn ra trong cả ngày 18 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ bối cảnh quốc tế, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế, các căng thẳng, xung đột, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức mới đối với sự phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Diễn đàn cũng sẽ đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022, trao đổi tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế xã hội trong nước và quốc tế. Cùng với đó, diễn đàn cũng sẽ rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thành cho biết, so với diễn đàn năm 2021, diễn đàn năm nay có sự thay đổi trong tên gọi bởi mong muốn sẽ tạo ra những chính sách phù hợp hơn và sâu sắc hơn. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm xã hội, nâng cao đời sống của người dân là cái mục tiêu xuyên suốt. Ta phải củng cố cái nền tảng kinh tế vĩ mô. Củng cố được cái nền tảng kinh tế vĩ mô thì mới thúc đẩy, hỗ trợ và phát triển kinh tế bền vững. Thì có lẽ là cơ bản là kế thừa, còn có mở rộng hơn nhưng mà mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô, và cái câu chuyện ổn định kinh tế vĩ mô này luôn được Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong các cái phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với những tham vấn từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, diễn đàn sẽ đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh, làm rõ các ưu tiên và một số trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô, cũng như trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cái kỳ vọng nhiều nhất là một cái diễn đàn mà thảo luận những vấn đề có tính toàn diện, tổng thể. Cái thứ hai là tôi cũng kỳ vọng là sẽ có sự chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia quốc tế, các trường đại học quốc tế, thì người ta tham gia, người ta có thể chia sẻ những cái bài học kinh nghiệm tốt cho mình. Cái thứ ba là chúng tôi cũng có cái kỳ vọng là chúng ta sẽ nhận diện được ra những cái điểm nghẽn quan trọng, đặc biệt là các vấn đề về thể chế. Trên cơ sở đó thì chúng ta có cái căn cứ đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp, đặc biệt là những cái giải pháp đột phá. VCEP 2022 bao gồm một phiên toàn thể và hai phiên hội thảo chuyên đề, trong đó phiên hội thảo chuyên đề số 1 với chủ đề đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phiên hội thảo chuyên đề số 2 với chủ đề thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Tính đến hết năm 2020, Việt Nam đã và đang tham gia 14 hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực, khả năng tiếp cận gần 60 quốc gia với tổng GDP chiếm gần 90% GDP thế giới và tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trên GDP khoảng 200%, trở thành một trong những nước có độ mở về kinh tế lớn trên thế giới. Tuy nhiên, độ mở ngày càng lớn về kinh tế và tài chính cũng đã khiến cho Việt Nam dễ bị tổn thương bởi những cú sốc kinh tế thế giới khi mà những khó khăn và năng lực của nền kinh tế còn nhiều hạn chế.
Việt Nam hiện có độ mở kinh tế thuộc nhóm lớn nhất thế giới 200%. Con số này có nghĩa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam gấp 2 lần tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nếu chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm 100%, thì chỉ số chứng khoán Việt Nam cũng sẽ giảm theo khoảng 60%. Đây không phải là con số chính xác, mà chỉ là ví von để dễ hình dung về tác động từ bên ngoài tới nền kinh tế Việt Nam khi độ mở lớn, các kênh liên thông rộng mở tương ứng. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam cần có những đánh giá cụ thể về sức chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế trước các yếu tố biến động kinh tế từ bên ngoài, cho dù là khách quan hay chủ quan. Lý do thứ nhất đó chính là hiện nay thế giới là tương đối bất định. Nào là chiến tranh, dịch bệnh, rồi cả những cái liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ, giá cả, lạm phát và nhiều cái biến số khác đang khá là bất định. Cái thứ hai là Việt Nam chúng ta hội nhập rất là sâu rộng. Và rõ ràng là tác động lớn ở trên thế giới thì đương nhiên đều có những cái tác động đối với kinh tế, xã hội của Việt Nam chúng ta. Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, kinh tế phát triển chưa bền vững, hay cụ thể hơn, nguồn lực mất đi để đạt được mức tăng trưởng hiện tại chưa tương xứng là vấn đề thường được nhắc tới khi nói về kinh tế Việt Nam. Việc đánh giá năng lực chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế sẽ góp phần đánh giá cụ thể các vấn đề của kinh tế Việt Nam, đồng thời trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp. Chúng tôi đề xuất một cái mô hình, một cái khung phân tích có lẽ là lần đầu tiên tại Việt Nam chúng ta để đánh giá năng lực chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế trên cả ba phương diện. Một là kinh tế, hai là chính trị, xã hội và ba là vấn đề môi trường. Thì rõ ràng cái khung này nó phản ánh khá là toàn diện về cả kinh tế, xã hội, môi trường của mỗi nước, trong đó có Việt Nam chúng ta, và có so sánh với mặt bằng chung của thế giới để biết được rằng Việt Nam chúng ta đang đứng ở đâu và sắp tới mình nên làm gì. Lần đầu tiên khái niệm và kết quả nghiên cứu sơ bộ về chỉ số đánh giá sức chống chịu của nền kinh tế sẽ được chuyên gia kinh tế trưởng BIDV tiến sĩ Cấn Văn Lực và các cộng sự công bố tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Diễn đàn được tổ chức thường niên và là một trong những sự kiện kinh tế lớn nhất trong năm, với sự tham dự của các chính trị gia, các diễn giả nổi tiếng, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Khai mạc ngày 18 tháng 9 tới, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 sẽ có những phiên thảo luận liên quan đến các vấn đề có tính tổng thể, toàn diện, đồng thời sẽ rà soát lại tất cả các vấn đề trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bên cạnh đó là những kỳ vọng về việc nhận diện được những điểm nghẽn quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cơ chế thể chế. Đây là nhận định mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Cảm ơn ông. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ trao đổi tham vấn các ý kiến nóng về các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước trong 9 tháng đầu năm cũng như trong cả năm 2022. Vậy theo ông, nội dung trọng tâm và nổi bật nhất của Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 là gì ạ? Các cái vấn đề trọng tâm thì đương nhiên là làm sao để mà, đấy như chúng ta thấy là củng cố nền tảng vĩ mô, rồi là rà soát lại các động lực cho tăng trưởng. Đặc biệt là bây giờ làm thế nào để tạo động lực cho cái khối doanh nghiệp phục hồi. Chúng ta đã có một số kết quả ban đầu cũng khá là tốt, nhưng mà nhìn chung thì các doanh nghiệp vẫn còn rất là khó khăn. Thế rồi người lao động, thị trường lao động vân vân cần phải sự phục hồi. Rồi các vấn đề về xã hội, rất nhiều vấn đề. Thì tôi cho rằng là cái diễn đàn lần này sẽ phải rà soát được tất cả những vấn đề cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Diễn đàn lần này sẽ rà soát đối chiếu những mục tiêu đặt ra cũng như là việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong những tháng vừa qua. Vậy theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước? Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đã đặt ra các cái mục tiêu, thì cái việc bám vào mục tiêu để có thể thực hiện được các mục tiêu thì đương nhiên là những cái định hướng quan trọng rồi. Triển khai cái nghị quyết 43 và nghị quyết 11 trên thực tế thì có thể thấy là về cơ bản là chúng ta cũng thấy là nó có tác dụng rất là tốt. Đấy, như là tăng trưởng đã phục hồi khá là tốt nếu mà so với các nước trong khu vực. Chúng ta có cái đà để có thể là phát huy thêm. Tuy nhiên
Nếu mà nói về các vấn đề mà cần phải chú ý đặt ra thì còn khá là nhiều. Ví dụ như nhiều cái chính sách của chúng ta đề ra trong nghị quyết 43 cũng như nghị quyết 11 của chính phủ thì khi đưa vào thực tiễn ở một số địa phương thì nó không hẳn là chúng ta đã thiết kế nó trúng. Ví dụ như là cái thời hạn nó còn ngắn này, hay là một số các cái khu vực, đặc biệt là khu vực phi chính thức thì lại không được chú ý. Khoảng 1/3 cái nền kinh tế của chúng ta là nó liên quan đến khu vực phi chính thức. Người lao động rất nhiều nhưng mà người ta là vì lao động tự do. Cái khối đấy cũng rất là cần phải quan tâm, chúng ta đều phải rà soát cả để xem là có những cái vướng mắc gì để chúng ta có thể bổ sung rồi điều chỉnh. Vậy ông kỳ vọng như thế nào về diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022? Cái kỳ vọng nhiều nhất là một cái diễn đàn mà thảo luận những vấn đề có tính toàn diện tổng thể. Cái thứ hai là tôi cũng kỳ vọng là sẽ có sự chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia quốc tế, các trường đại học quốc tế. Cái thứ ba là chúng tôi cũng có cái kỳ vọng là chúng ta sẽ nhận diện được ra những cái điểm nghẽn quan trọng, đặc biệt là các vấn đề về thể chế. Tôi nói ví dụ hiện nay bây giờ thấy là giải ngân đầu tư công là chậm, chúng ta ai cũng biết, nhưng mà lý do là gì, nguyên nhân đằng sau là sao? Thì cần phải có những cái nhận diện cho đúng và trên cơ sở đó thì chúng ta có cái căn cứ đưa ra các đề xuất kiến nghị giải pháp. Đặc biệt là những cái giải pháp đột phá. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các trường hợp vi phạm pháp luật trong quá trình lao động ở nước ngoài qua cơ quan chức năng Nghệ An nắm bắt và xử lý ra sao? Đây là câu hỏi lớn được các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đặt ra tại buổi làm việc về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam lao động ở nước ngoài với đại diện tỉnh Nghệ An. Nghệ An có gần 100.000 người lưu trú tại 110 quốc gia, trong đó hơn 65.000 người sang để lao động. Từ đầu năm 2022 đến nay, có 90 vụ với hơn 200 người lao động Nghệ An vi phạm pháp luật ở nước ngoài, trong đó nhiều lao động người Nghệ An bị các tổ chức phản động bên ngoài lôi kéo tham gia chống phá nhà nước. Số mà tham gia các cái đảng ngoại phản động thì nhiều. Thì cái này người lao động Việt Nam gốc Nghệ An ấy, là tham gia là cũng tương đối nhiều. Số liều ở trong nội địa cũng như ở nước ngoài là lên đến khoảng 150. Chứ không phải ít đâu. Và hiện nay là ở nước ngoài mà số liều trao đổi các cục nghiệp vụ của Bộ với Công an tỉnh nắm được là có đến 55 đối tượng. Đại diện tỉnh Nghệ An cũng nêu những khó khăn, chưa có giải pháp cụ thể vì có nhiều bất cập trong quy định của pháp luật đối với lao động ở nước ngoài. Là có cái sự quan hệ móc nối giữa người đi trước, người đi sau, họ hướng dẫn để trốn. Thứ ba nữa thì người lao động cũng thấy đó là thiệt thực, nó có hiệu quả. Mà hết lao động, hết hợp đồng rồi mà về địa phương thì cũng nói thật là khó khăn. Làm gì có một năm, một tháng khoảng 40 triệu, thì ở lại tháng nào được tháng đó. Thì nó rất thiết thực cái này. Một cái nữa thì cái quản lý bên kia trong cái phối hợp họ cũng đang còn lỏng lẻo. Đối với cái nội dung này thì Nghệ An thì đã có cái chỉ đạo rất quyết liệt trong cái vấn đề là xác định cái việc là người lao động ở lại nước ngoài cư trú bất hợp pháp sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều, đặc biệt trong quan hệ lao động. Cơ quan chức năng Nghệ An sẽ tiếp cận người thân từ địa phương để vận động con em hết hạn hợp đồng phải về nước đúng quy định. Phần đầu đến hết năm 2023, xóa tình trạng lao động vi phạm, để một số nước bỏ lệnh cấm lao động Nghệ An xuất khẩu. Đoàn giám sát yêu cầu Nghệ An đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt người lao động không được tham gia bất cứ đảng phái nào nhằm gây mất trật tự an ninh nước sở tại cũng như chống phá nhà nước ta. Cần thể chế hóa các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm thể chế hóa nghị quyết số 18 về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách pháp luật về đất đai. Đây là kiến nghị được ghi nhận tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự án luật đất đai sửa đổi do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào sáng nay. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư tới đây. Theo Hiến pháp năm 2013 cũng như quan điểm của Đảng thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò to lớn thể hiện ở hai phương diện, là người đại diện cho nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân và tham gia quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, các đại biểu nhận thấy cả hai vai trò này trong dự thảo luật đều đang quy định mờ nhạt, chưa tương xứng, chưa phù hợp với vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những chủ yếu trong cái dự án luật ấy thì mới chỉ có 6 điều có điểm quy định về mặt trận, nhưng chủ yếu chủ thể của mặt trận trong các cái quy định đó là mặt trận xã phường, còn mặt trận các cấp là chưa rõ.
Cái thứ hai là vai trò chủ yếu là vận động thuyết phục, rồi xác nhận việc lấy ý kiến của nhân dân, rồi hòa giải tranh chấp. Còn giám sát thì chỉ nêu một cái điều ở điều 223 về quản lý đất đai thì theo tôi là chưa đủ và chưa phù hợp với hiến pháp năm 2013. Mặt trận Tổ quốc còn có một cái chức năng là phản biện xã hội, mà trong này có nhiều cái dự án cần phải phản biện. Qua phân tích, các ý kiến đề nghị sự thảo luật cần quy định cụ thể hơn nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát việc thực hiện và phản biện xã hội, đồng thời quy định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi Ủy ban Nhân dân cung cấp phê duyệt. Cơ quan soạn thảo ghi cho một câu thế này thôi. Đối với các dự án trọng điểm quốc gia do Quốc hội quyết định, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội về quy hoạch, về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đối với dự án do Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thực hiện phản biện xã hội về cái nội dung đó. Và cấp huyện, cấp xã, Mặt trận chỉ có làm tốt thôi, phục vụ cho đảng, phục vụ cho dân là chúng tôi phản biện nêu ý kiến, còn lại là tiếp thu đến đâu là cơ quan có thẩm quyền xem xét. Các đại biểu cũng nhận thấy tiếng nói của nhân dân trong dự thảo luật đất đai sửa đổi còn chung chung, trong khi đất đai liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo nhân dân. Do đó đề xuất cần bổ sung, làm rõ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai như quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tham gia quản lý nhà nước. Đồng thời đề nghị Điều 46 quy định cụ thể hơn về phương thức, cách thức tham vấn ý kiến người dân, trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân, trường hợp phải lấy phiếu đến từng hộ dân, phương án giải quyết khi đa số hộ dân không đồng tình. Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cho học sinh, Sở đã gấp rút chỉ đạo các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa, ra soát nguyên nhân và phương án bổ sung sách giáo khoa đầy đủ cho học sinh trước ngày 16 tháng 9. Tính đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2022, cấp trung học cơ sở đã trang bị đủ sách giáo khoa cho học sinh. Cấp trung học phổ thông còn 2 trường, tổng số lượng là 278 bộ sách giáo khoa. Dự kiến sẽ cung ứng sách giáo khoa trước ngày 16 tháng 9 năm 2022. Riêng ở hệ giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh niên Xung Phong còn thiếu 584 bộ sách giáo khoa cho học sinh lớp 10. Đến hết ngày hôm nay, thì tôi đã yêu cầu và bên cung ứng là giao toàn bộ sách này về cho các đơn vị này. Thì đến thời điểm này thì phía của sở cũng đã chỉ đạo cho tất cả đơn vị và hoàn tất cái việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh để đáp ứng những cái chuyện học tập của các em. Nguyên nhân thiếu sách giáo khoa là do học sinh chưa tự trang bị sách giáo khoa. Công ty sách và thiết bị trường học chưa cung cấp đủ sách theo đặt hàng của cơ sở giáo dục. Một số học sinh từ địa phương khác chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh chưa tự trang bị được sách giáo khoa. Thưa quý vị, tối nay ông Phan Viết Hùng, Phó Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Bình Định xác nhận tại khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra tai nạn thương tâm khiến ít nhất 3 người chết và 6 người bị thương. Chiều nay, lãnh đạo khu công nghiệp Nhân Hòa, tỉnh Bình Định cho biết vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày tại công trình nhà máy Savi Seafood Việt Nam. Trong lúc các công nhân thi công tường nhà máy thì xuất hiện mưa dông, gió mạnh làm bức tường đổ sập. Gạch đá từ trên đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang làm việc ở bên dưới. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, huy động xe cứu thương đưa những người bị tai nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến thời điểm 19 giờ, đại diện chính quyền thị xã An Nhơn cho biết lực lượng chức năng xác nhận có 3 người tử vong, bao gồm 2 nam 4 nữ, 6 người bị thương vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra nguyên nhân. Những năm qua, tai nạn điện có chiều hướng gia tăng ở khu vực nông thôn tỉnh Bình Định, chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết hoặc là ý thức chưa cao của người dân. Vì vậy, ngành điện lực địa phương này đã phải thực hiện các nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với người dân. Theo ngành điện Bình Định, hầu hết lưới điện sau công tơ ở nông thôn không đảm bảo an toàn. Nguy hiểm hơn cả là người dân tự ý đấu nối đường dây, kéo điện lên núi, ra đồng ruộng để phục vụ sản xuất. Có nơi vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra như vào tháng 3 năm 2022 tại xã Phước An, huyện Tuy Phước, xảy ra vụ điện giật khiến một người tử vong do vướng phải đường điện được kéo ra đồng để bơm nước. Hồi tháng 8 năm 2021 tại xã Phước Hiệp,
cũng tại huyện Tuy Phước, một người dân sửa máy bơm tưới tiêu thì bị điện giật tử vong. Nhằm nâng cao ý thức người dân, công ty điện lực Bình Định đã thực hiện nhiều biện pháp hướng dẫn sử dụng điện an toàn như phát tờ rơi, treo biển báo, pano áp phích khẩu hiệu tại các nơi công cộng, các nơi có thiết bị điện, tuyên truyền qua báo đài. Vận động khách hàng tự kiểm tra xử lý các tồn tại đường dây hạ thế sau công tơ, hệ thống điện sinh hoạt trong nhà, nâng cao ổ cắm, bảng điện có khả năng ngập nước mùa mưa bão, phối hợp giải quyết các vụ nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ đêm nay sẽ chuyển mưa dông, còn với khu vực phía Nam, ngày mai trời có nắng, về chiều tối thì sẽ xuất hiện mưa ở vài nơi. Cụ thể thì đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông, trong đó thì khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ, sang cả Hà Giang, Tuyên Quang sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa trong 2 ngày có thể đạt từ 50 tới 150mm, có nơi thì trên 200mm. Quý vị và bà con sinh sống ở những vùng mưa to thì cần đề phòng nguy cơ xảy ra hiện tượng ngập úng và lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Có mưa nên thời tiết cũng sẽ đỡ nóng hơn, nhiệt sẽ quanh khoảng là từ 28 cho tới 32 độ. Với khu vực miền Trung, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ có mưa dông vào ngày mai, với lượng phổ biến sẽ từ 25 cho tới 50mm trong vòng 24 giờ. Mưa nhiều giữ cho nền nhiệt sẽ không quá cao, chỉ quanh khoảng là từ 30 cho tới 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mưa chủ yếu là diễn ra về chiều tối. Ban ngày vẫn sẽ có nắng nên nền nhiệt cũng cao hơn, quanh khoảng là từ 32 cho tới 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì những cơn mưa sẽ quay trở lại từ chiều mai. Cục bộ có điểm mưa to trên 50mm, đề phòng theo đó là hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh có thể đi kèm. Mưa cùng với chiều cường lên cao còn có thể gây ra ngập úng ở các khu đô thị. Ngập úng đúng vào giờ tan tầm, gây ra nhiều bất tiện cho giao thông đi lại. Quý vị đi xe máy lưu ý là không đi quá gần các xe lớn, xe buýt vì sóng nước tạo ra khi mà các xe này đi qua có sức mạnh khá lớn, có thể làm chúng ta bị đổ xe. Và nếu thấy nước ngập quá nửa bánh xe thì tốt nhất là quý vị nên chuyển hướng. Trước khi mà chuyển mưa thì ban ngày cả hai khu vực này vẫn sẽ có nắng, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực Nam Bộ quanh khoảng là 30 tới 33 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì thời tiết sẽ dễ chịu hơn, nhiệt sẽ quanh khoảng là 28 cho tới 31 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, các vùng biển phía Nam từ Bình Thuận trở vào cho tới Cà Mau ra phía Tây huyện đảo Trường Sa, cảnh báo là sẽ có mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió sẽ ở cấp 5 tới cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 biển động. Lên tới huyện đảo Hoàng Sa sẽ ít mưa, ngày mai trời có nắng, gió sẽ ở cấp 3 tới cấp 4. Như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.